Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về vài dòng sản phẩm mới của hãng Seri và Copper muốn giới thiệu cho anh em ha. Và bên cạnh đó có những sản phẩm trước giờ đã bán rồi và cập nhật luôn cả cái giá mới này ha. Lúc này thì có cái giá mới nha chứ không còn giá cũ nữa. Như vậy anh em mua hàng thì thời điểm này nó hơi biến động về giá một chút xíu nha, có tăng có giảm anh em ha. Thì mình coi giá mới nhất để mình có thể mình mua, chứ nhiều lúc cái giá của hồi năm rồi cũng không có đúng à, giờ nó cũng đã có thay đổi rồi. Thì bây giờ mình giới thiệu cho anh em từng cái chi tiết nha. Anh em nó có nhu cầu nào mình cứ liên hệ mua, giá tại cửa hàng chưa còn bị ship. Đây là cái dòng sản phẩm mà các hãng như là Total, Incoal rồi nó sạch bông hết rồi mà anh em ngoài hỏi. Đây là bộ dụng cụ lấy ốc gãy 2 4 5 chi tiết anh em á, 5 chi tiết của hãng Seri. Seri nó là thương hiệu của Mỹ ha. Những dòng này sản xuất tại Đài Loan, Made in Taiwan ở đây. Series thực ra nó cũng là hàng chất lượng hàng trung thôi, nó cao hơn những cái hãng Incoal Total, nó cao hơn chứ gọi là cao cấp thì chưa phải là gọi là cao cấp nha anh em. Cái dòng này thì nó sẽ có những cái số số 1, 2, 3, 4, 5, tất cả có những cái size nằm ở đây. Lấy ốc gãy, đối với sản phẩm này anh em muốn lấy ốc gãy thì anh em phải khoan mồi, khoan xong một lỗ anh em mới đóng này xuống anh em mới dặn ra nha. Dặn ra thì ở đầu dưới nó xích vô, giá là 100 ngàn cho một bộ này của hãng Seri sản xuất tại Đài Loan. Ok ha, rồi bộ lấy ốc gãy nha, này nó siêu rồi mình không mở cho anh em được nha. Rồi 100 ngàn cho bộ như thế này đây. Kế tiếp nữa thì mình giới thiệu cho anh em một cái đột. Đây là một cái đột đột lấy dấu ha, đột lấy dấu để chúng ta khoan đó, 7 inch dài 185 mm. Cái đột này nó có cái ưu điểm á, trên thị trường đa phần cái đột mà nó cứng lắm á, tới thép CRV là nó đã hết rồi. Nhưng mà đối với cái thằng đột này của hãng Copper, nói thêm anh em cái thương hiệu Copper nó là thương hiệu của Đức nha. Nó sản xuất cái sản những chất lượng này nó dạng là tầm trung, cao hơn cái hàng series một chút. Chứ nếu gọi là cao cấp thì nó chưa phải là cao cấp lắm. Giá của cái đột này á, thì giá là 185 ngàn. Nó làm bằng thép molybdenum ha. That's from molybdenum đây. Thì chúng ta có thể đột đột dấu để nó khoan nào ha. Đây làm rất là đẹp nha, nó to dài nữa. Nhìn là ghiền luôn, anh em có 185 ngàn cây thôi. Nếu mà so với một cái đột của mấy hãng khác thì nó mắc hơn, nhưng mà được cái thì nó làm bằng một loại thép molybden nha, một loại thép cứng. Còn những cái thằng kia thì mình thấy nó làm bằng loại thép nó không bằng thép, một loại thép với những thằng kia ví dụ alloy hoặc là nó lên tới rom vanadium rồi, chứ molybden thì chỉ có hãng Copper này nó làm thôi. Đó. Dòng này thì thiết kế những cái tay này, cái này cao su cứng ha, này cao su mềm, chúng ta cầm người ta đột nó không có bị tưng, nó không có bị tưng vô tay. Bây giờ anh em để ý những cái đục mà chúng ta đục vô cái sắt nó bị nó tưng như cái nó đau tay chúng ta. Còn hãng thiết kế đây là một cái cao su mềm nha, nó chùm bên ngoài. Cái đột này thì cái này là cái này không phải là cao su này, nó gọi là giống như mút vậy đó nha. Đây nè, cái lớp này giống như lớp mút nha, không phải cao su. Khi chúng ta đọc mà đọc nó sẽ không có rung vô tay chúng ta cầm. Còn ở đây nó mới là miếng nhựa cứng để nó bảo vệ hay nó không đục vào cái tay đó. Cái dòng này thì nó thiết kế cái đầu nó hơi nhọn nhọn như nè nha, một cái loại thép molybden nên nó rất là cứng, nên em mua những cái dòng này chúng ta xài rất là ngon nha. Đó, cầm chúng ta đọc bọc một cái là chúng ta lấy cái dấu chúng ta khoan, chúng ta làm có thể đọc gỗ hoặc là đọc kim loại ha, đọc thép, đọc inox vậy đó. Em muốn đọc gì đọc. Đối với cái loại mà chất liệu làm bằng thép molybden rất là cứng, nó chịu được nhiệt độ, chịu được va đập, chịu độ rất là cao, nên giá nó mắc ha. Giá 185 ngàn cây nha, 185 ngàn cây. Rồi ok ha, đây là một cái đọt của hãng Copper. Đối với hãng này thì ở bên nước ngoài nó là 100% warranty cho anh em á, nhưng mà về Việt Nam thì không nha. 100% warranty là bảo hành trọn đời á. Bảo hành á, nhưng mà Việt Nam thì chúng ta nó không có bảo hành đâu. Mấy cái đâu quan trọng bảo hành thôi chứ nhà nhà cung cấp á ha. À. Rồi ok anh em. Cái dòng này thì đóng gói tại Đài Loan. Đó. Bắc Thiên in Taiwan, thương hiệu của Đức đóng gói tại Đài Loan. Rồi. Kế tiếp nữa thì mình giới thiệu cho anh em một cái bộ, mình giới thiệu tùm lum hết á, cái mình thấy cái dòng nào mà nó bán nó ngon mà giới thiệu trước cho anh em á. Đây là cái dòng mà bộ cần siết, cần siết tự động 10, nó có tổng cộng bao nhiêu chi tiết đây. Đây là bộ vít và bộ tiếp 15 đầu hai chiều ha, dòng là dòng mini nha anh em. Đó, cái bộ vít nè và bộ tiếp.
Dòng này thì bên cửa hàng mình bán với giá là 230 ngàn, làm bằng thép CRV ha. Đó, thép CRV. Dòng này thiết kế rất là mini luôn nha. Cái dòng này nó nhỏ xíu xíu thôi. Cái thanh này nó tầm khoảng như đây thôi. Và nó có chức năng là gì? Siết và đảo chiều đây nè, gạt ngang đảo chiều ha. Đó. Dòng này rất là hay, cái chỗ là chúng ta có thể là dùng cái đầu vít này nè. Khi anh em mà dùng cái đầu vít á thì cái miếng nhựa này nè nó sẽ gắn vào trong đây. Đó, gắn vào đây thì chúng ta đưa người ta dặn hay chúng ta dặn vít, chúng ta mở, như tôi mở vít ra thì dùng cái này chúng ta vặn ra ha, có hai chiều nè, ta vặn vít ra. Khi mà xài được cái này thì chúng ta bỏ vô những cái đầu này chúng ta xài. Cái đầu này thì nó có dẹp nè, có BH1, BH2 nè, BH1, BH2 nè, và những cái head là cái lục giác đó nè. Những cái đầu lục lục giác thì có là lục giác 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly nha. Còn cái đầu khẩu này nè, những cái đầu khẩu nhỏ 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 nè thì nó có là 5, đầu khẩu này thì nó có là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly và 11 ly, lên tới 11 ly thôi. Cái này nó không có 12 ha. Đó, và một cái đầu nối này. Đầu nối này muốn xài được thì xài với cái này nha, chứ cái này chúng ta không có vô được. Anh em bỏ cái đầu này vô đây nè. Nhá, bỏ này vô trong đây đó. Rồi chúng ta mới xài được cái đầu trên đây. Nha, đầu nối. Ok ha. Giá của bộ này là 230 ngàn. Và cái cây này là cái cây nó hai chiều, chúng ta gạt qua này xíu ha. Đó, ta gạt lại và chúng ta mở ra nha. Đối với những anh em làm gì nhỏ 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 mà cần một bộ nhỏ như chúng ta đi làm thì ok. Hàng này của Seri sản xuất từ Đài Loan, Taiwan. Anh em ơi, đây sản xuất từ Đài Loan. Rồi, bộ vít và bộ tiếp 15 đầu hai chiều. Ok luôn. Bộ này mình có hàng luôn ha, mới về. Rồi, 230 ngàn cho cái bộ vít bộ tiếp này của hãng Seri nha anh em. Cái này thì mai là có trưng bày ở bên dưới bên cửa hàng của anh em đâu vào được, anh em nói mua cái đó thì người bán cầm ra cho ha. Rồi kế tiếp nữa, đây là một cái lưỡi cưa, cái lưỡi cưa của hãng TTP. Cái lưỡi cưa này rất là hay, chỗ là lưỡi cưa gỗ mà nó gắn vô những cái khung cưa sắt. Trên thị trường anh em đi mua cái khung cưa sắt á, thì cái khung đó là chỉ có cái lưỡi cưa sắt thôi chứ nó không có lưỡi cưa gỗ. Còn đây là cái lưỡi cưa gỗ, những anh em nào muốn cưa gỗ thì nó mua cái lưỡi này. Lưỡi này thì nó xài cho đối với khung cưa này nè. Trên thị trường thì anh em như mua cái khung cưa thì 12 inch á thì nó chỉ có 312 inch, là nó xài cái lưỡi 12 inch là 300 mm nha, nó chỉ có cái lưỡi sắt kèm theo thôi. Nhưng mà khi chúng ta muốn xài cưa gỗ thì ta mua thêm cái lưỡi này, nó bỏ vào nó là ngay khớp luôn nha anh em, nó không có lệch miếng nào luôn á. Đây, ok ha. Đó, bỏ vô cái lưỡi cưa là ngay chốc luôn nè. Rồi là chúng ta cưa, anh em muốn cưa sắt không cưa sắt, muốn cưa gỗ thì muốn lưỡi gỗ, ai có khung rồi thì mua lưỡi thôi, ai chưa có khung thì mua khung này giá 150 nha. Khung này là hàng công nghiệp mắc nhất của hãng Inco, này industrial là hàng công nghiệp của hãng Inco đó, giá là 150 ngàn. Thân này bằng nhôm, thân này bằng nhôm làm đẹp bọc cao su ha, chỉnh tăng lưỡi nằm ở đây, chơi cao su nằm ở đây, bật xanh thịt là cái bằng sáng chế, cái mẫu mã riêng của tụi nó nghiên cứu ra rồi đó. Và có thể cắt thẳng và cắt 45 độ, hai cái cho miếng này này thẳng nè, bên đây 45 nè, đầu dưới như nhau, nguyên cầm bằng khung hết, giá có 150k cho cái khung này thôi. Cái khung này bán liền liền luôn à, bán chạy thì không nói bán chạy, nhưng bán liền liền á, bán hoài á. Anh em nào nó vô mua khung cưa, tại trong cửa hàng mình khung này là mắc nhất rồi, mắc nhất là 150 hàng chất lượng rồi đó. Chứ nếu mà anh em mua khung này của mấy hãng khác nó mắc còn nữa, mắc thì lúc nó vô hãng thôi. Cái này là anh em xài ngon rồi, hàng bằng nhôm cứng cáp cực kỳ luôn, có 150 thôi. Khi đó chúng ta mua cái lưỡi này vào, lưỡi này có giá có 40 ngàn, bán cái lưỡi 40 ngàn phải kèm theo cái khung cương 150, minh họa để cho anh em biết ha. Rồi ok, 40k cho cái lưỡi cưa gỗ 12 inch tương đương 300 mm, 305 đó, bỏ vô ok ha. Rồi kế tiếp nữa thì đây là cái móc khóa, móc khóa là mấy anh em ghé cái hàng hỏi mà hết hàng nay về lại rồi. Móc khóa này là của hãng KDS. Cái dòng này nó là móc khóa hình giọt nước, mình chỉ còn có cái màu đỏ thôi, màu vàng không có. Hàng này của Nhật cho anh em, sản xuất tại Malaysia, thương hiệu Made in Malaysia ha. Thương hiệu của KDS thì anh em khỏi bàn, KDS nó mắc dã man lắm. KDS đó là của Nhật rồi ha. Này thước chỉ có 2 mét thôi, hình giọt nước nên chúng ta đeo vô cái ấy đó, nhỏ 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 kéo ra ha, chúng ta có thể đo rút lại ok ha. Dòng này rất là dễ thương, bỏ vô cái gì đó, anh em nào mà hay đi đo này nọ đó thì chúng ta có thể cầm theo. Đôi khi đi làm việc nó cần một góc khóa mà nó cần mà nó không có, nó bực mình lắm anh em ơi, bắt buộc chúng ta phải giải quyết thôi. Đó, đi con mình đây là chú 2 mét nha, 2 mét. Thương hiệu KDS này nó thật sự với anh em có những sản phẩm nó mắc rất là mắc luôn nha, chứ nó không hề rẻ.
máy cân bằng laser của nó, nếu mình nó xịn xịn tia 5 tia màu đỏ thôi mà 18 triệu một cái máy cân bằng laser đấy nè nha, rất là mắc. Ủa KDS ha, KDS chuyên về thước thôi, còn Sinh Hoa ha, Sinh Hoa lộn, những máy cân bằng laser lộn với cái hãng kia nha, rất là mắc tiền. Ok, cái thước này là 120 ngàn nha, 120 ngàn cho cái thước hình giọt nước của hãng KDS. Rồi, kế tiếp nữa giới thiệu hồi về copper ha. Chạy lòng vòng luôn. Đây là một cái kìm bấm rút V của hãng copper nha. Cái dòng này thì giá cũ là nó đã lên giá rồi nha. Cửa hàng mình bán là 270 ngàn một cái. Cái dòng này là thương hiệu của Đức, sản xuất tại, đóng gói tại, này rất đóng gói tại Trung, không phải tại Đài Loan anh em. Đa phần này đóng gói tại Đài Loan không à. Trên đây cái tem phụ nó mất tiêu rồi. Nha, đóng gói tại Đài Loan rồi. Cái dòng này giá là 270 ngàn. Cái thiết kế cái dòng này anh em là cái này nè, cái đầu rút nè là bằng một loại thép molybdenum nha, thép Ceramo đó, rất là bền. Trong cái catalog thì bằng một loại thép Ceramo ha, xài rất là bền. Mà cái dòng này thì nay mình bán nhiều lắm, nhiều anh em cũng là thích cái dòng như thế này thôi. Đó, một cái thương hiệu ha, thương hiệu của Đức, Copper. Rồi ok, đây là rất là đẹp. Cái miếng cái làm cái loại thép không rỉ này, anh em nhìn nó bóng ha, mà nó dễ bị giống như nó dơ dơ, anh em lau ha, sạch bông rồi cho đó, đẹp ghê chưa. Copper tay cầm dòng này bán chạy lắm nha. Cái đầu là bằng cái đầu trong đây nè, quan trọng cái đầu trong đây là thép molybdenum ha, Ceramo nên làm rất là cứng. Chúng ta xài rồi tuổi thọ nó cao nha, nên giá nó mắc. Quan trọng là chất thép thôi nha, có cái công cụ thì anh mua, quan trọng là chất thép đó. Thì hãng nó sản xuất ra cũng vậy nha anh em, nhiều cái hãng là sản xuất là loại thép bình thường thì nó sẽ rẻ hơn, nó còn như là thép mà xịn hơn thì nó tất nhiên nó sẽ mắc hơn rồi đó. Rồi ok, kìm rút rivet nha, kìm rút rivet giá 270 ngàn. Quên anh em chào xíu, nó có cái kìm bấm con này nữa, giá nó cũng lên giá rồi. Kìm bấm này giá, để mình lấy kìm bấm lên. Cái kìm bấm cái này quên quên giới thiệu cho anh em cái kìm bấm của hãng Copper này nha, giá cũng là 270 ngàn cái kìm bấm, anh em chờ một chút. Rồi tụi anh em á, sẵn đây thì cầm thêm hai dòng của hãng Copper giới thiệu cho anh em luôn. Thì đây là cái kìm bấm của hãng Copper ha, cái dòng này thì Remium 10 inch 224 mm, 270 ngàn, thép Ceramo ha, thép Ceramo đóng gói Đài Loan, 270 ngàn cho cái kìm bấm mỏ cong này nha. Nó ở đâu đây? Đây. Hãng làm thấy rất là đẹp. Là mình treo á ha, treo lên thì nó đây. Đó. Thấy đẹp ghê chưa? Đẹp dã man luôn ha. 270 ngàn cho kìm bấm này. Thép Ceramo này em ha. Đẹp. Dòng này phía sau này không có lục giác nha. Cái kìm bấm thì nó không phải thẳng, nó không có thẳng tuyệt đối đâu nha anh em á, cái đầu trên đây nè. Lưu ý giùm nha, nó không có thẳng tuyệt đối đâu. Chặn chút. Rồi tiếp tục ha. Đó, nhiều khi anh em vô mua lựa kìm bấm mà bóp xuống nhưng mà nó thẳng vậy, thực sự ngay cả hàng này nó cũng hơi bị lệch chút xíu nè, em thấy không đó. Hơi lệch chút xíu ha, chứ nó không phải thẳng ngay đâu nha, mình nói trước à. Cái nào như cái nấy thôi à, tại cái bản thân những kìm bấm cái đầu nó lủng lẳng vậy nè, cái đầu đưa qua đưa lại vậy thì cái chuyện mình lệch đó là chuyện đương nhiên. Còn khi nào anh em mua kìm răng á, anh em lựa nó lệch thì đổi thì ok, còn kìm bấm mà lựa vậy thì thông thường nó không có ngay đâu em á, kể cả giờ mình lấy những cái hãng Aquin ra nó cũng vậy à. Aquin nó cũng lệch vậy đó ha. Đó, anh em đưa xuống anh em bóp vậy nè, thẳng tay bóp vậy nè, nó hơi lệch một chút xíu vậy nha, thì mình nói trước luôn đó, cái nào như cái nấy thôi à. Bữa hổm có anh khách kia cầm ba cây ra như nhau hết à. Lúc anh cứ nghĩ là nó lỗi, nó không phải lỗi nó vậy đó, tại vì cái nguyên tắc của những kìm bấm hoặc hoặc là những cái kìm mà móc quạ đó cũng vậy à,
kìa mắc quạ thì hai cái đầu nó lủng lẳng anh em á, mình kẹp vô một cái thì nó đâu có ngay đâu, mà kêu mà kiếm cây ngay thực sự nó không có, cầm ra cũng vài chục cây như một mà nó không có ngay. Ok rồi, đây là cái kìm bấm 10 inch 270.000 xếp copper. Cái tiếp nữa đây là cái dụng cụ vệ sinh nha, thổi dồi xịt khô và nước. Cái dòng này thì mình hôm trước có giới thiệu rồi nha, cái dòng này sản xuất tại Đài Loan, dùng để vệ sinh động cơ ha, anh em có thể vệ sinh động cơ đó, khô và nước. Dòng này họ không bán nhiều lắm, lên giá 20.000 rồi nha anh em, dòng này 270.000, hôm trước 250 thôi à. Sắp tới những cái công cụ nó nói chung mình hãng nó lên thì mình lên theo thôi nha, chứ không phải mình lên giá. Rồi đó, đây là cái sản phẩm một cái đầu dùng nước, đầu dùng hơi, ta bóp cò thì cái nước nó sẽ, cái hơi nó xì xịt ra sẽ cuốn nước theo, nó mạnh hay yếu là nó phụ thuộc vào cái hơi của chúng ta nha, chứ cái dầu này nó không có làm cái nhiệm vụ là mạnh hay không đó, anh em hơi mạnh thì nó xịt ra mạnh thôi, còn này là chỉnh cái lượng nước đi ra đi vào. Cái dầu này chúng ta có thể phun nó xương được luôn nha, ví dụ dầu nó xịt ra chúng ta cho ít nước ra thôi, ít nước ít dầu hoặc ít cái dung dịch dung môi gì đó, anh em muốn phun gì anh em phun thì nó sẽ phun ra rất là xương, rất là mạnh luôn. À, chúng ta cho ít thôi thì khi đó chúng ta xịt thì chúng ta có thể xịt phun dầu được nè, cái này cũng có thể xịt dầu được ha, hoặc là rửa hầm máy xịt dung dịch gì đó mà làm. Ok ha, cái dòng này làm rất là đẹp cực kỳ luôn. Đầu này thì không không có chỉnh được nha, mình bán rất là nhiều cho gara ô tô mấy cái sản phẩm này, gara ô tô mua hai cái anh em á, không mình bán rất là nhiều cho mấy cái gara ô tô, bởi vì mấy anh em mua về để ứng dụng nhiều cái lắm ha, có thể là xịt vệ sinh ở trong cái hốc kẹt gì đó, ta bỏ hơi chúng ta xịt. Cái rau tô thì thứ nhất là bình hơi và thứ hai là gió đá, là hai cái là không được, có thể thiếu được. Rồi 270.000 cho cái này nha, anh em rồi nhu cầu thì có thể liên hệ mua hàng, giá hàng chưa và vi ship nha. Rồi giới thiệu qua những cái dòng sản phẩm khác nữa thì đây là một cái bình bơm nhớt ha, bình bơm nhớt của Copper giá chỉ có 70.000 thôi nha, cái bình này mới về đây anh em đó, bình này nó lên giá một chút, anh em bỏ vô ha đó. Cái dòng này thì mình thấy bên này nó những cái màu sơn nè, nó bỏ trong bịch đó rồi nó cọ cọ thì nó hơi chạy một chút ha, rồi bình thường nha, bây giờ mình lựa cái nào nó không chạy nó cũng khó lắm, bản thân mình về mới khui ra hộp nó cũng vậy đó. Rồi anh em bỏ này vô, anh em dặn hai bé cong được cái đầu nha, siết đầu vô đó, siết lại cứng nha, rồi chúng ta bẻ cong này, bẻ chỗ nào chúng ta bẻ rồi chúng ta xịt nha, bóp chúng ta xịt thôi. Ở trong đây thì chúng ta bình là bình nhỏ nha, bình này nó nhỏ, ở đây thì nó sẽ, ở đây nó không có nói bao nhiêu cc ta, 300 ml ha, bình này là 300 ml là nhỏ ha, 300 ml. Rồi giá chỉ có 70.000 thôi nha, của sếp copper thì... ủa quên, của copper chứ không phải sếp bơ, lúc lộn hai cái từ nhiều lúc đọc lộn ha, của copper nha anh em. Rồi 70k nha. Rồi kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ tua vít cách điện ngàn V của hãng Seri. Đây là một cái bộ hai cây đó, mà gồm một cây BH1 và một cây dẹp. Dòng này sản xuất tại Đài Loan nha. Mà gồm một cây dẹp 4 ly và một cây BH 4 ly. Đó. Thì nó thiết kế cái đầu hơi vuông vuông vậy nè. Anh em nó vuông vuông vậy nè, cách điện ngàn V nha. Đó, vuông vuông nó cầm chúng ta dặn ta siết ha. Thì một bộ chỉ có 80 ngàn thôi. Anh em nào mua cái này thì mình liên hệ. Đó, 80 ngàn cho một cây như thế này. Bỏ vô mấy này thì chúng ta làm điện sống nó ngon ha, thông thường chúng ta xài điện có 220 nên ta xài cho cái này chuẩn, ta cách điện tới 1000 V là nó ok. Bên mình thì ví dụ như có anh em nào làm điện sống thì mình xài những cái này. Rồi giá 80.000 cho bộ hai cây của hãng Seri. Nếu anh em muốn nhiều hơn thì có thể mua bộ này tới 8 cây, trong đó nó có 7 cây cách điện và một cái cây vít thử điện, này nằm ở trong cái dĩ siêu rồi không gỡ ra được ha. Bộ này giá 290.000. Cái dòng này thì nó có những cái dòng mà dẹp nè anh em ạ, dẹp thì nó có dẹp là 3 ly nè, 4 ly, 5 ly và 6 ly ha, 4 cái dẹp nè, 3 ly, 4 ly, 5 ly và 6 ly, đúng luôn á anh em. Xài điện thì hầu như trong cái khoảng này, phạm vi này là
là người ta xài nhiều luôn. Còn pH thì có 0, 1, 2, 3. Ủa quên, không, pH 0, pH 1, pH 2, với lộn, pH 0, pH 1, pH 2 và một cái cây tu vít thử điện. Cái dòng này thì nó hơi, cái đầu hơi vuông vuông nha, chứ nó không có cái dạng tròn. Giá 290 ngàn cho cái bộ này. Sản xuất tại Đài Loan ha, thương hiệu Seri, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Đài Loan. Đó, ok ha. Rồi, 290k cho bộ này. Kế tiếp nữa thì giới thiệu cho anh em một cái bộ tu vít bẻ cong 3 đầu. Cái dòng này thì nó sẽ có bẻ cong là nó có hai đầu khác nhau, một cái đầu dẹp và một cái đầu ba ke. Đó, anh em có thấy cái đầu dẹp mà 8 ly. Đầu dẹp 8 ly thì cái đầu này pH 3. Còn cái đầu dẹp mà 6 ly đầu pH 2 và đầu dẹp là 5 ly là pH 1. Ha, một bộ này giá 100 ngàn bộ nha anh em. 100 ngàn một bộ. Đó, bộ tu vít bẻ cong. Đó, nhiều khi công việc chúng ta nằm ở trong góc gạt để công hỏi hỏi chúng ta sử dụng cái này. Kế tiếp nữa thì đây là một cái bộ cái cưa lọng nha, cái cưa lọng, cưa mỹ nghệ. Cái dòng này thì no name, nhưng mà cái dòng này được sản xuất tại Đài Loan nha, xuất xứ Đài Loan. Đó, hàng này là sản xuất tại Đài Loan anh em, bạn này mình bán rất là nhiều luôn. Cái dòng này cái size cái này là 150 mm 6 inch. Đó, còn cái khung này nó ra tới đây luôn tới 170 ha, nó gồm 5 cái lưỡi này mà giá chỉ có 110 ngàn thôi. 110 ngàn cho là 1, 2, 3, 4, 5 cái lưỡi. Trong đây hầu như là một cái lưỡi là lưỡi đa năng nè. Hai lưỡi là lưỡi để cắt sắt. Nha, một lưỡi cắt sắt nè. Rồi ba lưỡi cắt gỗ. Cắt sắt thì nó bản nó dày nên em á, và ba lưỡi cắt gỗ kèm theo lưỡi gỗ này, bốn lưỡi cắt gỗ. Ở trong đây nó có tới 5 cái lưỡi mà giá chỉ có 110 ngàn cho cái khung cưa cưa lọng này thôi ha, cưa chỉ nè. Rồi, ngoài ra anh em có muốn mua thêm một cái dĩ cưa này thì mình có thể mua thêm. Trong cái dĩ cưa này nó sẽ có tổng cộng là tới 10 lưỡi. Bộ này nó tới 10 lưỡi anh em ạ. Bộ này nó tới 10 lưỡi. Cái dòng này thì của Đài Loan nha. Đài Loan, cái dòng này với lưỡi cưa nó đi chung nè. Nha, cái website của nó thì nằm ở trong đây. Hoặc www.sotech.com.tw, là viết tắt của từ Taiwan á, nó giống như là chữ VN của mình á. .com.vn viết tắt của từ Việt Nam. Dòng này thì nó của Đài Loan anh em á. Nó có thể cắt gỗ nè, gỗ thì có nhiều loại ha, răng cưa, răng mịn, rồi cắt nhựa, rồi cắt sắt ha, nó có nằm trong đây tổng cộng là 10 lưỡi. Đó, giá có 80 ngàn thôi, khá là mịn màng luôn. Anh em mua cái này về tính ra có 8 ngàn lưỡi ha. Đó, xài miệt mài 80 ngàn cho một cái bộ lưỡi như này nha. Rồi, ok. Kế tiếp giới thiệu nên đây là cái bộ. Bộ này là bộ Taro ha, của hãng TTB. Đây TTB. Đâu rồi? Không phải TTB, phải phải. Đây là chỗ TTB chứ. Em phụ gỡ tiêu. Bộ này giá là 1.070.000 nha anh em. 1.070.000, 40 chi tiết. Đó. Bộ này rất là đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp luôn, nằm trong cái hộp như thế này đây. Đó. Rồi, mở ra nè. Đúng rồi, này của TTB ha. Thương hiệu TTB. TTB USA. TTB dưới đây nó là một cái cụm từ dứt liền, nó là cái thương hiệu nha anh em, chứ nó không phải là của Mỹ nha, lưu ý giùm ha. Đó. Chữ T mở trên là nó là từ ký hiệu thôi nha. Rồi, có bộ 40 chi tiết nha. Cái bộ này thì trong cái quá trình vận chuyển tất nhiên nó sẽ có cái vấn đề mà nó hơi xáo trộn một chút xíu, thì chúng ta mở ra chúng ta chịu khó ship lại thôi. Còn khi mà chúng ta xài, chúng ta để ở trong cái khó đi người ta. Đây nha, rất là nhiều đầu trên đây. Đa phần là những cái đầu này nè, nằm trong đây nè. Đó, anh em cứ cái đầu nào mình ship lại thôi ha, ship cho nó ngay ngắn rồi lại rất là nhiều. Đây mình ship hơi là bị lộn xộn rồi đó. Ok ha. Đó, một cái bộ gì thì nó rất là nhiều đầu, 40 chi tiết, có taro trong và taro ra ngoài. Nếu ví dụ taro ra ngoài thì nó có nhiều size trong đây, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Rồi, ở trên đây thì nó sẽ có là M3 thì nó sẽ có hai cái bước ren. Như M3 bên đây thì nó 0.5, M3 bên đây là 0.6, M4 bên đây là 0.7, M4 này 0.75. Đó là những cái bước ren, thì tùy theo chúng ta xài con ốc là bước ren nào chúng ta taro bước ren đó nha anh em. Rồi còn có thêm một cái tay tay để taro những cái mũi này. Cái
Mùa này thì có nhiều size lắm, từ bây giờ nó lọt tót ở dưới rồi sao mà thấy được. Đây mình giới thiệu đây, rất là nhiều size nha, từ 3 ly rồi. Ví dụ như cái mũi này nhỏ nhất là 3 ly nè, bước rang 0.5 nè. Đây má, 3 ly bước rang 0.5. Đó, nó rất là nhỏ. Hãng này nó không có đọc cái size bên ngoài nên mình dễ dễ đọc hơn ha. Trong đây thì mỗi lần kiếm nó hơi khó. Đó, nói chung rất là nhiều ha, 3 4 5 6 những bước rang thông dụng. Rồi. Ngoài ra thì có trang bị thêm ta là một cái này là cái cữ ha, cái cữ để đo cái bước rang ở trong đây nè. Anh em thấy có một cái cữ nè, thước này có nhiều lá, nó không phải thước lá nha. Nó có nhiều lá, mỗi cái lá thì nó sẽ có những cái bước rang để chúng ta đo. Nhiều chúng ta đang cần một con ốc nó không biết rang bao nhiêu, chúng ta dùng cái này chúng ta đo, chúng ta biết, chúng ta lấy cái mũi khoan cho nó đúng, mũi ta rô cho nó đúng nha. Đó là cái cữ dùng để xác định cái bước rang á, trước khi chúng ta rô. Rồi cái gì nữa đây? Rồi kế tiếp nữa thì đây có cái đầu. Cái đầu này thì để chúng ta bỏ những cái đầu này nè, để chúng ta rô ha. Khi mà anh em xài những cái đầu nhỏ, chúng ta rô những mũi nhỏ thì chúng ta dùng cái đầu này, chọt cái đầu này vô cái cây nè, chọt vô lỗ này nè, ta xoay, ta rô, ta dặn ha. Thì khi mà ta rô này thì tùy theo đầu lớn đầu nhỏ. Ví dụ đầu lớn thì chúng ta dùng cái tay này để chúng ta sẽ dặn những cái đầu này. Còn nhỏ nhỏ thì chúng ta dùng cái này. Ha, tùy theo công việc chúng ta xài cho nó phù hợp. Còn cái cây này thì xài chung cái này, cây này xài chung cái này. Còn những cái đầu này nè, những cái đầu tròn tròn này thì xài chung với cái đầu này. Anh em ha. Ở trên đây nó có tới đầu 12 luôn, 1.75 ha. Tối đa luôn là 12 mm đối với taro rang ngoài. Thì những bước rang này gọi là thông dụng, rất là thông dụng khi mà chúng ta xài thôi. Với bộ này thì giá chỉ có 1.075.000 thôi nha, giá mới nhất giờ 1.075.000 thôi của thương hiệu TTP nha. Thì anh em có nhu cầu thì mình có thể liên hệ. Trên thị trường thì taro nó rất là nhiều ha, nhưng mà nó đa dạng nhiều loại lắm. Mà cái dòng này thì mình bán cũng khá là nhiều, trước cái bộ này giá là 1.200.000 nha anh em. Thì mới nhất luôn bây giờ thì chỉ còn có 1.075.000 thôi, à, 1.070.000. Anh em nhu cầu mình liên hệ ha. Rồi tiếp tiếp đây là năm cái sản phẩm mũi khoan ha. Mũi khoan này đó là cái mũi khoan đa năng của TTP luôn nha. Mũi khoan đa năng chúng ta có thể khoan sắt, khoan gỗ, khoan đá, khoan tường, khoan bê tông. Đó là hãng nó nói mà mình chưa có test thử khi mà để đi khoan sắt với khoan đá. À, khoan đá qua cương anh em, gạch đá rồi đó. Thì trên đây nó có ghi nè, Excel Granite nè. Đó, rồi này là mũi khoan đa năng nè, hay gạch men cũng được, ok. Thì trên đây nó sẽ có những cái size mà các mũi khác mình tìm hơi khó. Ví dụ như nó có mũi mũi 7 và mũi 11, nó có luôn nha. Giờ giới thiệu giá nè, mũi 6 ly thì nó là 25.000 nè, mũi 7 ly thì nó là 30. Đây nha, 7 ly 30, dài chỉ có 100 mm thôi. Mũi 8 ly cũng là 30 luôn. Mũi 9 ly. À, mũi, cái này lên mũi 9 ly không có 11 nha, mũi 9 ly. 9 ly là 35 nè, mũi 10 ly 38, mình có tới 10 thôi nha, không có tới 11. Lộn. Có nghĩa là nó có hai cái size lẻ như là 7 ly và 9 ly là cái này cũng có. Nha, 7 ly và 9 ly có, mình sẽ lấy thử một cái 7 ly ra cho anh em coi thử coi. 7 ly thì anh em hay mua tắc kê 8 ly á, rồi anh em mua cái 7 ly người ta bỏ vô ha. Còn như chúng ta mua 6 ly thì nó nhỏ quá, người ta đóng nó bị quẹo. Đó, cái mũi thì nó chỉ có hai đầu thôi, quan trọng là cái hợp kim này nó cứng nè. Đó, chứ nó không phải mũi bốn cạnh nha. Dòng này là của TTP nằm ở trên đây, nó đóng như này nè ha. TTP. Ok ha, dùng cho mũi khoan chui tròn. Đó, anh em nào mà chui tròn muốn đa năng một cái mũi xài nhiều loại thì bỏ này vô. Rồi để chúng ta khoan. Đó. Giá rất là mịn màng luôn á. Con này thì chỉ có 30 ngàn thôi cho con mũi 7 ly này. Thông thường anh em mua hay mua lẻ, ví dụ như mua tắc kê 10 ly anh em mua mua 9 ly. Đó, tắc kê đóng khoan vô tường á. Khoan vô tường nhà đó thì chúng ta mua những cái này nên ta khoan này nó rẻ nha. Đó. Khoan vô tường á chúng ta mua cái này, hoặc là những cái này mà đóng tắc kê nở á, có những cái này mua tắc kê nở nó là lỡ á thì chúng ta mua những sàn mua lẻ. Mà thực sự bên cửa hàng mình có muốn mua lẻ nó rất là khó ha. Này nó có thì mình giới thiệu cho anh em mà chui tròn nha. Mua lẻ mà chui tròn nữa, mình thấy dòng này nó có hợp lý thì đem về luôn, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ. Rồi nhắc lại nha, mũi 6 ly là 25.000, mũi 7 và mũi 8 giá 30, mũi 9 35 và mũi 10 ly 38. Em nhu cầu mua thì liên hệ. Tất cả những sản phẩm ở đây đều là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm bị ship nha, hàng đang có sẵn cửa hàng luôn. Thì cái lượng hàng có sẵn thì nó cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp chứ mình không có trữ rất là nhiều. Thì cũng chia sẻ thêm về một cái trường hợp là hôm trước mình có bán cái đầu khò ga, thực ra mình về chỉ có 20 cái thôi. Bán từ trong buổi sáng thì nó hết ráo rồi.
Rồi nhiều lúc anh em buổi chiều hoặc ngày hôm sau ghé thì nó hết thì mình nói chung là mình cũng hơi ngại. Tại vì ghé đi xa mà không có đó. Mà thật sự nó cũng kẹt lắm, họ đặt tiếp thì nhà ông cấp nó hết hàng. Nó khổ vậy anh em. À, đặt tiếp thì cái nhà ông cấp thì báo nó ừ, hết hàng rồi, chờ đi. À, tuần sau có. À, thì cũng thông báo với anh em tuần sau có hàng. Tuần sau gọi lại nó anh ơi hãng delay rồi, giờ tới tháng sau có. Thật sự nó khổ lắm anh em ơi, bán hàng lúc nó khổ lắm. Hứa anh em ngày hôm trước ngày hôm sau hãng nó thay đổi sành sạch thì bản thân mình thì cũng phải hứa không có cũng kỳ ha, hứa không có cũng cũng kỳ, nên nhiều lúc anh em mua hàng thông cảm giùm mấy cái trường hợp đó. Thì hiện tại bây giờ thì như hiện tại bây giờ thì cái đầu họ đó nó hết hàng rồi nha, thì hãng nó hứa tháng sau có thì khi nào có mình giới thiệu lại, chứ nhiều lúc anh em ghé rồi cũng không còn hàng đó nha, ghé không không còn. Mình là bên mình thì chỉ là đại lý thôi chứ không phải là nhà nhập khẩu, nên nhiều lúc cái nguồn hàng nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái nhà cung cấp. Nhà cung cấp có hàng thì mình báo có, nhà cung cấp hết thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà nhiều lúc nhà cung cấp nào mà nó hứa đúng á, ví dụ hứa tuần sau có thì ok, còn nhiều nhà cung cấp hứa cho có tuần sau có và tuần sau hỏi lại tới hứa nữa đi anh, hẹn nữa tháng sau, rồi tháng sau khi nào nó có nữa thì tính tiếp, mình thì phải hứa theo. Chứ giờ hỏi thân mấy anh em mà hỏi ủa hàng hết thì nào có, nó khổ lắm. Mình nhập được thì mình có báo được anh em cái ngày, còn mình đâu có nhập đâu mà giờ mình đi báo ngày đâu báo được. Nhà cung cấp thì nhiều lúc cái người kinh doanh đó thì họ đâu có nắm được chính xác khoảng khoảng thôi. Rồi quan trọng là bên bộ phận nhập khẩu, công ty nhập khẩu nó có bộ phận nhập khẩu riêng á, rồi những lúc bên bộ phận nhập khẩu nó bị delay cản biển này nọ đâu có biết được, rồi nó phải chờ dài cổ nữa, bởi vì mất uy tín của anh em nhiều ra chỗ đó, bởi vì không dám hứa. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua gì liên hệ xuống thầu dưới được mua hàng. Một nữa, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.